Xin chào các bạn. Hôm nay là sáng thứ hai. Đoàn của chúng ta đang làm việc việc tại Bình Dương. Hết Bình Dương thì tôi sẽ xuôi ra Bắc theo đường từ Bình Phước, Đồng Xoài Bình Phước ra đến Tây Nguyên làm cho các gia đình ở Tây Nguyên và xuôi về Bắc để nhanh chóng làm về cái mảng các vong linh chết trận người nước ngoài để làm nhanh, làm sạch âm phần một cách nhanh chóng để đất nước của chúng ta thực sự hỗ trợ rất lớn là cái công cuộc cách mạng, gọi là cái công cuộc rất lớn, thay đổi rất lớn của đất nước. Tôi không dám nói cụ thể nhưng các bạn hãy chờ xem, có những cái thay đổi rất tích cực trong thời gian tới. Hôm nay tôi muốn làm clip để trả lời một số bạn nhắn tin và comment hỏi tôi là với cái văn hóa cúng dường như thế này thì mỗi một người phải cúng bao nhiêu tiền, cúng dường bao nhiêu tiền để có một slot lên thiên. Tôi sẽ trả lời các bạn. Nhưng trước khi trả lời các bạn thì tôi có đôi lời như thế này. Đó là tôi nhắn với các bạn là những người đang đi theo sư Minh Tuệ là mọi người hãy cố gắng không gây ồn ào mất trật tự nơi công cộng và bày tỏ cái lòng nhiệt tâm thành kính của mình một cách có văn hóa, có ý thức, tránh để các đối tượng ganh ghét quy chụp. Vì tôi xin nhắc lại, đây là một hành động nó động chạm đến rất nhiều, cho nên sẽ có rất nhiều thế lực muốn lật đổ cái hình tượng này, cho nên mọi người cố gắng. Tôi không nói từ hình tượng mà đây là một hiện tượng, sẽ có rất nhiều nhóm, gọi là ta tạm gọi là thế lực thù địch, sẽ muốn lật đổ cái hiện tượng này. Đó là cái lời nhắn gửi của tôi. Thế còn lại tôi xin phép trả lời câu hỏi cúng dường bao nhiêu tiền để có được một slot lên thiên sau khi rời cõi này. Thì tôi xin trước khi trả lời câu hỏi này thì tôi xin trích dẫn vài cái câu của đại đức, một đại đức rất đáng kính của chúng ta, đó là đại đức Thích Chân Quang. Nếu chùa mà xây chùa các bạn cúng một bao xi măng thì kiếp sau các bạn sẽ có một ngôi nhà. Nếu như các bạn mà nhà chùa xây chùa mà các bạn cúng dường cả một xe xi măng thì cõi sau, kiếp sau các bạn sẽ chủ một resort. Còn nếu các bạn cúng cả cái nhà thì sau này các bạn sẽ là một đại gia bất động sản. Mà đại gia bất động sản của Việt Nam hiện tại thì cũng khá nhiều người vô lò rồi, vào lò rồi. Cho nên là nó cũng trong cái may nó sẽ có cái rủi đấy. Các bạn cúng dường nhiều ấy mà thành đại gia bất động sản thì dễ vào lò lắm. Lò là đang cháy kể cả âm kể cả trần. Và tôi cũng xin thông vui mừng thông báo với các bạn một điều như thế này, đây là cái điều tôi tiết lộ thiên cơ rất lớn. Đó là ở dưới trần này thì Bộ Công an đang ra sức gọi là đốt lò và rất nhiều những cán bộ tham nhũng đã phải vào lò và hiện tại lò đang quá tải cho nên cần phải xây dựng thêm các cái lò khác. Thì ở trên thiên tôi đã cho xây dựng một hệ thống các cái khu resort để cho các quan chức sau khi rời ghế không còn tự hạ cánh an toàn đâu mà bay thẳng lên thiên để mà nghỉ dưỡng. Vì các quan chức này đã cúng dường vô cùng nhiều cho nên họ có thể mua được cả slot cho người thân, bồ và con của bồ nữa, gọi là con riêng. Các khu nghỉ dưỡng này sẽ phân chia ra làm nhiều cái gọi là phân khúc của quan chức cấp tỉnh, phân khúc của quan chức cấp bộ và phân khúc của quan chức cấp trung ương.
Các phân khúc này có các cái chế độ rất là rõ ràng. Quan chức ở cấp tỉnh thì chắc chắn là cúng dường không thể bằng quan chức ở cấp bộ. Đây tôi đang nói những quan chức tham nhũng đấy nhá, chứ không phải quan chức bây giờ đâu nhá các bạn nhá. Vì họ tham nhũng thì họ mới có tiền cúng dường để mua slot chứ. Còn quan chức liêm khiết thì làm gì có tiền để mà mua slot lên thiên. Cho nên ở trên đấy sẽ có rất nhiều những cái dịch vụ chế độ ưu đãi. Đây là một tín hiệu rất là mừng, rất là vui. Vì ở đây còn có cả chế độ cho các bồ nhí của các quan chức tham nhũng nữa cơ. Nhiều trên đấy nhiều lắm, rộng rãi lắm, đất ở trên đấy thì nhiều mà. Thế còn trả lời cụ thể là bao nhiêu tiền để mua được một slot lên thiên? Bao nhiêu tiền cúng dường để mua một slot lên thiên? Tôi xin trả lời con số cụ thể để các bạn lấy đó để mà cố gắng. Đó là 3.9 vạn. 9.000 gì thì tôi cũng chưa cụ thể được. Vì có thể là 9.000 tỷ hay là 9.000 đô hay là cái gì đấy thì con số đó nó sẽ bị dao động sau mỗi một thời kỳ biến động về thị trường tài chính. Thì con số đó tôi sẽ ấn định cụ thể là cái tỷ giá, cái đồng tiền đó là đồng tiền gì. Tôi chỉ nói cụ thể con số là 3.9 vạn. Còn Việt Nam đồng hay là đô la Mỹ hay là đồng rúp hay đồng gì đó thì tôi sẽ cụ thể sau. Đó là câu trả lời của tôi là bao nhiêu tiền. Thưa các bạn, văn hóa lùa gà hiện tại đang rất nở rộ. Văn gà hóa này là văn hóa lùa gà. Các bạn không biết, các bạn có nhớ xem gặp nhau cuối tuần, cuối năm, cái chị Vân Dư Dung chị thể hiện cái từ lùa gà đi, lùa gà để cúng dường để còn mua một slot lên thiên, cúng dường này còn chưa lên như thế này các bạn ạ. Các con cứ cúng dường đi, còn tiền đó ở đâu không quan trọng các con ạ. Đây là tôi xin lỗi nha, để tôi dùng cái từ của một vị đại đức. Tiền đó ở đâu không quan trọng. Quan trọng là các con cứ cúng dường đi thì các con sẽ có phước. Tiền đó ở đâu không quan trọng. Đây là một mấu chốt. Thế thì có những kẻ bán thịt chó, họ sẽ cố gắng cúng dường thật nhiều để có nhiều phước, để giảm cái nghiệp giết chó đi. Những người mang nghiệp sát sinh, họ sẽ phải cố gắng giết nhiều hơn nữa để có nhiều tiền hơn nữa, cúng dường nhiều hơn nữa để giảm cái nghiệp sát sinh đi. Những cô nàng gái ngành phải chịu khó cày hơn nữa, đi sâu đi tour nhiều hơn nữa để còn có tiền cúng dường để giảm bớt cái nghiệp đi. Các quan chức tham nhũng thì phải tham nhũng nhiều hơn nữa để còn có được các cái khu resort ở trên thiên, cúng dường nhiều thì mới có được một suất để sau khi không phải hạ cánh an toàn đâu, mà sau khi bị về đấy thì lên thẳng thiên thôi, không phải hạ cánh làm gì cả. Đấy là các cái động cơ, động lực và cái mục đích để cúng dường. Các nguồn tiền đấy các bạn ạ. Và các nguồn tiền đó thì giao cho các ma tăng, các sư vương. Sư vương là gì? Là vương của một chùa, là vua của một chùa, gọi là sư vương. Vua trong chùa luôn, gọi là sư vương. Để cho người ta sắm Rolex này, điện thoại Virtu, đồng hồ Patek, đấy, rồi xe siêu xe Rolls Royce, rồi đưa con đi tiêm. Không biết các bạn đã nghe cái sự kiện gọi là vợ của một nhà sư đại đức nào đấy đến chùa bắt đưa con đi tiêm chưa? Thì tôi không biết. Cái đấy thì tôi có nghe cái giai thoại của ở chùa nào tôi chưa rõ. Thực tế, thực trạng văn hóa cúng dường, tôi khuyên các bạn hãy tỉnh táo, thực sự tỉnh táo, tránh để bị lùa gà. Bây giờ cúng dường còn có cấp độ như thế này, một bao xi măng thì kiếp sau có một cái nhà, một xe xi măng thì kiếp sau là chủ resort, một dâng cả cái đất đi
sau là đại gia bất động sản. Thế là đây là một cái vô hình chung ấy, là gây cho xã hội một cái hiện tượng cúng dường, phải kiếm thật nhiều tiền để cúng dường, để kiếp sau mình có thành quả. Và họ kiếm tiền bằng mọi cách và bất chấp. Xã hội chúng ta thì nó có nhiều góc độ, kiếm tiền ở mọi góc độ. Chân chính có, láo toét có. Mà thường những người láo toét mà nghe những cái câu giảng này ấy, thì họ ngộ ra một điều rằng họ phải tích phước để giảm nghiệp, và họ lại gia tăng cái việc làm ác thú của họ. Đây là gọi là gây ra một cái hiện tượng trào lưu xã hội cực kỳ tệ hại, cực kỳ tệ hại. Đây là điều không thể, không thể các bạn. Tôi nói vui là trên thiên tôi xây, cho xây các khu resort để đón các quan chức tham nhũng sau khi mà bị tóm ấy, thì lên thẳng trên đấy. Tôi nói vui vậy thôi các bạn à, để cho các bạn biết một điều rằng với quan chức tham nhũng ấy, thì họ lại càng có nhiều tiền cúng dường. Và họ yên tâm một điều rằng là sau khi rời khỏi cõi này, họ sẽ có một slot trên thiên. Có những cái hiện tượng các bạn có biết không ạ? Những người nghèo khó, không có tiền mặt để cúng dường, họ phải làm công quả ở chùa. Nhà thì chồng con thì không nấu cơm, cứ lên nấu cơm cho sư với lại sãi ở chùa. Bao nhiêu cái hệ lụy, bao nhiêu gia đình tan nát. Đây gọi là một hiện tượng lùa gà thưa các bạn. Chúng ta cần phải lên án cái hiện tượng này. Cúng dường là tại tâm. Và mục đích cúng dường để làm gì? Cái người nhận tiền cúng dường của mình mà họ mang đồng tiền đó, họ làm những việc thực sự có hiệu quả, thì phước phải nó mới là từ đấy về. Chứ mà cứ đưa tiền cho trụ trì, bắn tiền vào tài khoản cho trụ trì là có phước đâu các bạn ạ. Là các bạn vô tình, các bạn gây nghiệp đó các bạn ạ. Vì các bạn gián tiếp tạo điều kiện cho cái trụ trì đó gây nghiệp, thì các bạn cũng gây nghiệp. Phước từ đâu mà về? Rất đơn giản thôi thưa các bạn, tôi đã nói đi nói lại. Phước rất đơn giản, từ những suy nghĩ tốt về nhau, từ những hành động tốt về nhau ở ngoài đời thường xã hội đây này, không phải vào chùa đâu, không phải như thế các bạn ạ. Các bạn hãy suy nghĩ tốt về người này, hãy nhận tốt một hiện tượng theo chiều hướng tích cực. Các bạn phải chú ý như này này. Cái đồng tiền ấy, các bạn dâng tiền cho, gọi là mình nói nôm na gọi là cúng dường đấy, bắn tiền tài khoản cho thầy ấy. Thầy mang đi thầy sắm đồng hồ, siêu xe, bao nhiêu sư mà còn bồ nhí nữa đấy các bạn à. Thế thì các bạn vô tình các bạn tạo cho người ta một cái điều kiện thuận lợi để người ta thành một con người tha hóa, là vô hình chung các bạn gây nghiệp. Phật giáo Việt Nam còn rất nhiều những người thực sự là đức cao vọng trọng. Thực sự rất nhiều, còn rất nhiều. Nhưng các cái nhân tố cứ đánh bóng mình mà. Kiểu cứ tu thì không chịu tu, suốt ngày lên thuyết pháp ấy mà. Một ngày có khi đăng 3-4 cái clip thuyết pháp ấy để đánh bóng mình. Mà đánh bóng mình để làm gì? Để lùa gà chứ còn để làm gì? Còn rất nhiều những cái tiêu cực ở đằng sau nó, tôi không muốn nói ra. Tôi biết rất nhiều chuyện thì không phải nói. Tôi không muốn nói ra, tôi không nói, không thể nói ra được. Tiêu cực vô cùng luôn chứ không phải đơn giản đâu. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển ra Đồng Xoài, Bình Phước. Xin chào và hẹn gặp lại.